vào buổi chiều này nha. Ở đây thì căn phòng rất là đẹp, sang trọng, phải nói là cực kỳ đẹp luôn cô chú. Ôi ôi, rất là xịn sò nha. Công ăn việc làm của em mà em ngồi đó 1-2 tiếng đồng hồ em làm cho cô chú mà cô chú mà chiều. Đây là khu vực nhà hàng. Tần chào cô chú anh chị và các bạn nhé. Lời nói đầu tiên cho em kính chúc cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nè, và nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Vào buổi chiều hôm nay em sẽ quay một khu nghỉ dưỡng tại địa chỉ ấp Ông Lan của thành phố Phú Quốc, cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 7 km. Đường đi xuống khu nghỉ dưỡng cặp sát một bên bãi biển luôn cô chú. Mình đi thẳng xuống là khu vực bãi biển công cộng á. Khoảng chừng 100m thôi, rất là gần. Đây là khu nghỉ dưỡng Isabella. Đây là theo lối kiến trúc của một người Nga cô chú. Khu nghỉ dưỡng thì mới hoạt động lại khoảng chừng 2-3 tháng nay cô chú. Lúc trước thì dịch thì ngưng hoạt động khoảng 3 năm. Giờ thì hoạt động lại. Em sẽ quay và gửi đến cho cô chú chị và bạn trong mùa nước cùng xem với em vào buổi chiều này nha. Ở đây thì có các bạn sinh viên anh chị ở đây vào học tiếng Anh, thuê phòng ở đây cô chú. Ở đây là khu vực parking, bãi đậu xe. Bãi đậu xe ở đây thì rất là rộng nha. Phòng ốc thì được thiết kế cũng rất là đẹp. Ở đây thì có sở hữu tất cả là 48 phòng, có khuôn viên cây xanh, hồ bơi cực kỳ đẹp, có nhà hàng, buffet, đầy đủ tất cả các tiện nghi và thiết bị hết. Đặc biệt là có khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ luôn nha cô chú. Ở đây với vườn cây rộng, mát, tạo nên một điểm nhấn rất là thích hợp cho cô chú mà lớn tuổi đến đây để nghỉ dưỡng nè. Đặc biệt giá phòng ở đây thì rất là rẻ. Khu vực hướng vườn như thế này á cô chú thì giá thì cực kỳ là rẻ luôn nha. Đã bao giờ mang sáng mà giá thì chỉ có 500 ngàn một đêm thôi. Rồi thì em sẽ lấy một phòng và quay bên trong gửi đến cho cô chú anh chị cùng xem nha. Ở đây thì các bạn nhân viên, các sinh viên thì ở thuê ở đây á cô chú. Có thuê ngày, thuê tháng hết luôn nha. Ở đây thì mình đi xuống bãi biển công cộng thì sát một bên luôn, 100m, cách khoảng 100m. Những dãy nhà được thiết kế theo kiểu người Nga, cô chú nhìn rất là lạ luôn ha. Ở phía trước có bàn ghế này kia. Anh ơi, mở cho em xin cái phòng đầu tiên, cái phòng này được không anh? Ở đây những căn phòng được thiết kế khu vực này thì giống như nhau cô chú. Nhìn rất là lạ luôn. Một lấy một quá anh. Dạ. Em đừng có quay anh mà. Dạ.
đây là phòng đầu tiên luôn nha cô chú. À, phòng đầu tiên luôn là có giá 500.000 một đêm. Dạ dạ. Ở khu vực phía trước thì có bàn ghế mình ra ở khu vực sân vườn cô chú. Bây giờ em kính mời cô chú chị các bạn trong vườn nước cùng theo chân em đi vào bên trong một căn phòng có giá là 500.000. Cô chú chị các bạn mình không có thể không có nghe lầm đâu nha. 500.000 một đêm đã bao gồm ăn sáng. Vào bên trong thì cô chú chị các bạn mình thấy có tinh dầu mà ấy bằng điện, nhìn rất là thơm luôn. Căn phòng nhìn rất là đẹp, sang trọng, phải nói là cực kỳ đẹp luôn cô chú. Cô chú anh chị các bạn mình có liên hệ đặt phòng đặt tour liên hệ qua số Zalo của em nha, 0944633911 hoặc 0987777433. Đặt phòng hiện giờ thì là 500.000 nha cô chú, còn như tỷ mà Tết rồi các ngày lễ thì có thể tăng giá theo từng thời điểm cô chú. Đầy đủ tất cả các tiện nghi và thiết bị hết. Ở bên trong một căn phòng có quạt trần nè, máy lạnh thì cực kỳ mới luôn. Ở đây thì mình ở ngoài thì thiết kế theo kiểu cổ điển của người Nga cô chú, mà bên trong mới toanh luôn nha. Có tivi, ấm đun nước, tủ. Ở bên trong đây thì chắc có tủ lạnh mini nha cô chú, tủ lạnh. Đặc biệt là có một cái đàn một cái đàn đó, ai các anh chị cô chú mà thích đánh đàn thì vô đây nha. Một căn phòng 500.000 mà không thiếu thứ gì luôn nha cô chú. Tủ đồ, tủ quần áo nè. Ôi ôi, một căn phòng rất là xịn sò luôn. Vô đây mát lạnh luôn cô chú. Rất là đẹp nha, phòng thiết kế rộng. Đây là khu vực bên trong toilet, nhà vệ sinh nè cô chú. Rất là đẹp nha, hoa sen tắm đứng. Khu vực này là khu vực mình ấy, mình vệ sinh riêng, khu vực tắm riêng. Rất là rộng luôn á. Ôi, phải nói cực kỳ rẻ lắm cô chú. Ở bên trong thì có máy sấy nè. Này, em coi bên trong tủ thì mình có két sắt luôn nha. Két sắt. Phải nói cực kỳ là đẹp luôn. Khi đặt chân vào cái lần đầu tiên thì wow, thật là bỡ ngỡ luôn cô chú. Với vẻ đẹp rất là sang trọng luôn nha, mà giá thì cực kỳ rẻ. Cô chú anh chị các bạn mình nhanh chân đặt phòng để mình có giá ưu đãi nhất nha. Hãy liên hệ với em qua số điện thoại, hai số điện thoại em nêu trên đó cô chú. Bên trong phòng cực kỳ thơm luôn á. Rồi em sẽ tiếp tục quay những căn phòng khác và hồ bơi, nhà hàng, World Bar cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem tiếp tục nha. Dạ. Dạ em đi vòng đường này cái hồi em bập lại anh. Dạ. Đó cô chú, đây là khu vực vui chơi dành cho trẻ nhỏ nè. Những căn phòng thiết kế ở bên trong thì rất là sang trọng luôn cô chú. Nhìn đừng có đánh giá mà vẻ bề ngoài cô chú, ở bên trong mới là chất lượng nha. Chất lượng rất là tuyệt vời luôn á, trên cả tuyệt vời luôn. Dạ. Đây nè cô chú, ở chẳng giữa là khu vực dạng như công viên, khu vực sân vườn á cô chú. Có những mô hình cho du khách mình đến đây để check in chụp hình á, rất là đẹp luôn. Đường đi thì rất là dễ đi.
đi lộ chính không cô chú, quẹo vào đèn xanh đèn đỏ, từ trung tâm thì cách đây khoảng 7 km thôi, từ xe Honda mới tới xe 45 chỗ đi vào thì rất là thoải mái luôn nha. Giá phòng đầu tiên là 101, mới nãy em quay cho cô chú anh chị các bạn mình có giá 500.000 đó, ở khu vực ở căn đầu tiên luôn, ở chẳng giữa, ở thiết kế được hai bên là những dãy nhà, ở chẳng giữa là khu vực sân vườn, khu vui chơi và hồ bơi luôn cô chú. Đây, hồ bơi cực kỳ đẹp nha. Rồi, em sẽ tiếp tục quay một căn phòng có giá 650.000 ở view tầm nhìn ra hướng hồ bơi cho cô chú anh chị các bạn mình cùng xem nha. Đây, ở khu vực phía ngoài thiết kế sơn màu xanh rất là lạ bắt mắt cô chú. Rồi em kính mời cô chú anh chị các bạn mình cùng qua bên trong phòng nha. Wow, ôi ơi, nó lạnh tê tái luôn cô chú. Ở đây mình có cái bàn, cái ghế dạng như xông hơi massage vậy cô chú. Ở đây nè, ôi ôi, quạt trần ở phía trên quạt, mà thêm cái máy lạnh ở phía này, máy lạnh mới toanh luôn Panasonic, nó thổi một cái nó quéo luôn á cô chú, nó lạnh cực kỳ lạnh luôn á. Có tủ ở bên trong thì có các sắt mini đó. Nhìn ra nè cô chú, đây nhìn ra khu vực phía hồ bơi cực kỳ đẹp nha. Ở phía bên trong đây thì là một cái tủ lạnh nè, một cái tủ lạnh nha. Phòng này là 650.000 đó. Đây là khu vực nhà vệ sinh, máy sấy. Đây là khu vực tắm, thích quá luôn á cô chú. Còn đây là không gian mình, không gian đại tiện ở đây nè cô chú, riêng nha. Ở khu vực phía trong, ở khu vực phía ngoài lavabo mình rửa mặt, mình đánh răng. Ở khu vực phía đây thì mình tắm rửa. Ra là một cái giường khổ 1m8 dành cho hai người lớn và một trẻ nhỏ dưới 7 tuổi. Đối diện là một cái bàn ghế để mình nằm ấy, đây có massage rồi. Ở đây là một chiếc tivi màn hình siêu phẳng luôn nha. Ở đây thì mình có tivi này, mình chắc mình có kết nối với wifi luôn cô chú. Mình kết nối wifi coi các tin tức thời sự rồi. Rồi, thì phòng này thì có giá hiện tại là 650.000. Rồi em sẽ tiếp tục quay cho cô chú chị các bạn mình cùng xem nữa nha. Cô chú, thiết kế rất là đẹp luôn. Đây em đi lên khu vực phía hồ bơi nha. Hồ bơi được thiết kế ở khu vực chẳng giữa. Chẳng giữa thì ở đây thì có bố trí những bàn ghế để cho khách mình ra đây tắm và thư giãn cô chú. Cực kỳ đẹp. Buổi sáng hoặc chiều gì mình ra đây mình tắm phải nói thích lắm luôn nha cô chú. Một hồ bơi nè, như thế này nè. Ôi ôi, rất là xịn sò nha. Căn phòng như thế này mà thiết kế quá là đẹp luôn. Ở bên trong rất là sang trọng. Giá thì quá là rẻ luôn. Độ sâu của hồ bơi thì có độ sâu dành cho người lớn là 1m6. Ở đây thì em thấy các bạn sinh viên, các
các anh chị nhân viên thuê ở đây, thuê ở tháng đó cô chú, cũng rất là đông luôn á. Mới hoạt động lại chừng khoảng 2 tháng nay thôi, do khoảng 3 năm trước thì dịch nên đóng cửa cô chú, nên bây giờ thì hoạt động lại thì khách cũng ok. Thì em gửi đến video này cho cô chú chị các bạn mình thích Isabella thì hãy đến với khu nghỉ dưỡng này nha. Liên hệ nhanh đặt phòng để có chỗ lý tưởng nhất nha cô chú. Cô chú chị các bạn mình có xem video em hãy đặt phòng như tỷ mà có đặt phòng, có chat nhắn tin cho em thì đặt phòng, kêu em lên lịch này kia, rồi đừng có hủy kèo nha. Muốn book em mà đi hướng dẫn thì cũng phải có cái kinh phí, có lộ phí cho em chứ. Mà như tỷ mà ấy bốc, muốn bốc em mà hướng dẫn mà nãy kia mà không có kinh phí nãy kia thì ở đời này mà không có ai mà làm không cho ai bất cứ thứ gì hết cô chú. Cái đó là em nói thẳng nói thiệt luôn á cô chú, mà muốn đi không mà không tốn tiền thì chỉ có ở trên bẫy chuột thôi. Chỉ có trên bẫy chuột thôi chứ ngoài ra không có ai mà làm không cho ai bất cứ thứ gì hết. Ở đây trên đây em đi lên một cái căn như thế này, em quay cho cô chú chị và các bạn mình cùng xem nha. Thiết kế rất là đẹp luôn á. Cô chú. Có cô chú, có mấy cô chú kia kìa, ở em nói thẳng luôn, ở kết coi YouTube của em phái đi Phú Quốc mà kêu em lên lịch coi nãy kia, kêu em báo giá nãy kia ấy, em ngồi em soạn em làm cho biết bao lâu luôn, rồi cuối cùng là quỷ kèo luôn. Trời ơi, công ăn việc làm của em mà em ngồi đó 1-2 tiếng đồng hồ em làm cho cô chú, mà cô chú mà làm kiểu đó thì thôi rồi luôn, mà Việt Kiều nữa đó nha, Việt Kiều nữa mà thôi rồi, quá dởm. Hai ba triệu bạc, 3-4 triệu thuê em đi quay này kia, đi hướng dẫn, em dẫn em bóc phòng này kia, không là đáng là bao nhiêu hết, mà Việt Kiều mà quá dởm, em nói thẳng luôn á. Ở đây thì có cây sala, khu vườn thì rất là đẹp nha cô chú, cây sala trái, quả trời trái luôn. Ở đây khu vườn rất là đẹp luôn á, ôi thích quá luôn. Muốn book em, muốn thuê em đi làm hướng dẫn viên các nơi ở Phú Quốc, rồi ấy phòng này kia, rồi kêu báo giá lên lịch rồi xong đã, rồi quỷ kèo ấy cô chú, làm em mệt cả mấy tiếng đồng hồ. Cô chú anh chị các bạn mình có gì hãy chắc chắn hãy liên hệ và nhắn tin cho em qua số Zalo nha, hoặc gọi điện qua hai số điện thoại đó. Ở đây khu vực rất là rộng nha cô chú, được thiết kế ở rất là bắt mắt luôn á. Những dãy phòng được thiết kế ở hai bên, còn chẳng giữa là khu vui chơi dạng như ở khu vườn và hồ bơi ở khu vực phía chẳng giữa cô chú. Cái phòng nào đâu anh? 504 hả anh? Dạ. Lên ơi, có lâu rồi. Thì em nó bên đây nè. Ở bên đó.
phòng nào đâu em. Đây, đi qua phòng dành cho gia đình nha cô chú. Đi vòng vòng đi tới đi lui mình ngắm cảnh luôn cô chú. Phòng 305, phòng dành cho gia đình. Phòng này thì có giá hiện tại là bao nhiêu em? Ở khu vực phía ngoài thì mình có bàn ghế ở cho khách mình ra đây mình ngắm cảnh đồ cô chú. Là 1.150.000. Phòng này gồm ở được mấy người em? Cái này em bật đèn lên cho anh được không? Đó. Phòng này gồm hai giường cô chú, một giường 1m8 và một giường 1m2 nha. Ở đó. Phòng này thì có giá là 1.050.000, cái này 150. Chắc 150 hả em? Dạ. Ở được 3 người hả em? Dạ 3 người. 3 người. Ờ còn phòng nữa hả? Dạ nó thông nhau, phòng gia đình. À, hai bên giống nhau hay gì em? Dạ đúng rồi. Vậy là ở được 6 người. Dạ. Ồ, một căn phòng có giá 1.150.000 mà ở được 6 thành viên á cô chú. 6 người lớn. À. Wow. Cô chú. À. Cái này là nguyên một căn. À nguyên một căn thông nhau vậy là 1.150.000 đó em. Dạ là một phòng. Là sao? Nguyên hai bên. Dạ. À. Ở trên lầu vậy ha. À, đây là thông với nhau luôn cô chú, nguyên một căn dạng như villa như căn nhà ở của mình vậy. Gồm có 4 giường nha, ở được là 6 người lớn và sẵn 4-5 trẻ nhỏ, tính ra cũng phải cả chục thành viên đó cô chú, mà có 1.150.000 thôi đã bao gồm ăn sáng luôn nha. À, quá là tuyệt vời. Ở đây có tủ đầy đủ tất cả các tiện nghi và thiết bị hết, tivi, tủ lạnh. À, ở khu vực phía đây thì mình có bàn làm việc đồ cô chú. Đây em sẽ quay bên trong khu vực nhà vệ sinh toilet cho cô chú chị các bạn mình cùng xem nha. À. Oh, quá là rộng luôn. Còn bên trong đây nữa nè cô chú. Wow. À, riêng hết nha. Ở đây thì nói chung là riêng biệt hết luôn á. Khu vực tắm, khu vực mình vệ sinh này kia thì riêng biệt hết. À, một căn phòng rất là lớn gồm 4 giường. Nói chung là ở khoảng cả chục người cô chú. À, mà rất là rẻ luôn, có 1.150.000 à hiện tại nha cô chú. Hiện tại còn vào những dịp Noel lễ Tết thì giá có thể tăng lên vài trăm ngàn không chừng. À, tùy theo thời điểm, giá em nói là hiện tại thôi. Rồi em kính mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo chân em để đi tham quan và khám phá những khu vực khác nha. À. Oh. Rất là rộng luôn cô chú. Ở đây mình có tầng trên, tầng dưới đều thông với nhau như vậy mà giá thì cũng như nhau luôn. Đó. Ở khoảng 10 người á cô chú, ở phòng family á. Ồ, quá là lớn, quá là rộng luôn mà có 1.150.000. Ở khu vực phía đây là khu vực nhà hàng. À.
Đây. Này, khu vực nhà hàng có view tầm nhìn ra hướng hồ bơi. Rồi em sẽ đi vào bên trong quay cho cô chính chị và các bạn mình cùng xem nha. Cực kỳ đẹp nha cô chú. Có một chú chó này. Nhìn nó nhìn em ghê quá cô chú. Ở đây ở khu vực nhà hàng ở phía trước này mình có hai lavabo mình để rửa tay rửa mặt rồi đó. Đây chuẩn bị cơm. Chuẩn bị cơm cho khách hay gì đó cô chú nè. Ở đây mình ăn uống mình có view tầm nhìn ra hướng hồ bơi luôn nha, cực chill. Đây là khu vực nhà hàng đó cô chú, mình buffet á, các món ăn tự chọn. Ở đây chén dĩa này kia ở để ở phía dưới. Khu vực nhà hàng phải nói cực kỳ rộng đẹp cô chú. Rồi em sẽ đi ra khu vực phía tiếp theo và quay cho cô chính chị và các bạn cùng xem đó nha. Một khu nghỉ dưỡng như thế mà có giá thì 500 cho đến 1 triệu phòng gia đình khoảng 10 người ở mà có giá 1.150.000. Phải nói là rất là rẻ luôn. Ở đây thì khu vui chơi này kia ở xe đẩy xe này kia dành cho trẻ nhỏ cô chú. Đặc biệt ở đây là có khu vui chơi riêng dành cho trẻ nhỏ nha. Ở hồ bơi khúc này là dành cho trẻ nhỏ nè. Rồi em kính mời cô chú chị các bạn cùng theo chân em đi đến khu vực quầy bar nha. Ở đây mình ngồi mình nhâm nhi những ly rượu, ly nước mát, mình ngắm cảnh ở khu vực phía ngoài cô chú. Mình rất là thích luôn nha. Có pizza nè, banh bàn để cho khách mình đến đây ở nghỉ mà có giải trí luôn cô chú. Nhìn phải nói rất là tuyệt vời nha. Thích quá luôn. Cô chú chị và các bạn nhanh tay mình đặt phòng đặt tour để như thế mà có đặt cái sớm mình có giá tốt nhất đó cô chú. Còn đặt trễ quá là vào mùng những ngày Tết thì là full hết luôn á, dưới xe này kia mình phải đặt trước, cọc trước để không thôi cận khoảng chừng tháng mấy là chưa chắc gì mình đặt có luôn nha cô chú. Dạ. Spa. Dạ. Dạ. Ở khu đây là khu vực mình. Ở đây mình có spa luôn nha cô chú. Đây có khu vực bãi đậu xe riêng của ấy luôn. Ở phía ngoài. Rồi em ra khu vực phía ngoài. Ở phía ngoài có khu spa. Khu vực phía ngoài này ha. Spa trong đó nó mặc dù hoạt động. Dạ. Ở đây mình có khu spa luôn cô chú. Đây. Phòng ở trong luôn. Phòng ở trong để cho họ tắm lễ
trong này nha anh. À. Dạ. Không biết là phá hay là phá rồi. Phá rồi. Cãi khỏi anh. Có. Ở đây nói chung là đầy đủ tất cả các tiện nghi và thiết bị ở bên trong phòng thì rất là sang trọng nha cô chú. À, rất là đẹp luôn. Rồi, giờ